Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Trời ơi, chán quá đi. Hey, mấy bạn ơi, hôm nay tự nhiên hay không bà Sammy, bà nghĩ ở đâu ra một cái công thức làm thịt bò nướng ngon ấy là ngon trên. Bà kêu mình là ra ngoài đi đào than để về cho bà nướng thịt bò ăn. Hey, tôi đang ngồi chơi game mà bây giờ tôi phải cầm cúp tôi ra ngoài đây tôi đi đào than cho bà nè bạn. Hey, mà không sao, dù gì người ta đã nói rồi, có làm thì mới có ăn đúng không bạn. Bởi vậy cho nên là Sammy đã chịu nấu ăn cho mình thì mình cần phải đi kiếm than về cho Sam để Sam nấu. Đó là quá công bằng rồi chứ còn gì nữa. Hey, nhưng mà chán quá à, không biết đào bao nhiêu than mới đủ đây. Tôi muốn về nhà tôi chơi game quá. Hey. Ủa cái gì đây? Ủa, một cái rương hả? Ủa, cái rương ai giấu trong này vậy ta? Ủa, có khi nào cái rương này là quỷ đen của dịch hay là của cai không? Ủa, hay là của rô không ta? Ủa khoan thử, ở trên đây hình như là ngọn núi ở trong làng Hero Team mà tự nhiên lại có một cái rương trong đây, chắc chắn là chỉ có quỷ đen của ai giống đây thôi. Đâu để mình xem coi. Ủa gì vậy? Sao tàn mà rong rêu rồi, mạng nhện này, xương được không trời, không có gì giá trị vậy. Ủa, có cái đầu của skeleton nè. Ủa rồi con gì đây? Đồng hồ ngưng động. Ủa đồng hồ ngưng động là gì? Ủa, hình như cái này là một cái đồng hồ được làm bằng vàng. Wow, trời được nha. Cái đồng hồ này làm bằng vàng thì mình có thể đem ra ngoài tiệm mình bán. Trời ơi, đã thế nào Sammy cũng khen mình cho mà coi bạn ơi. Ê, nhưng mà khoan từ, tại sao cái tên của cái đồng hồ này lại tên là đồng hồ ngưng động ta? Chẳng lẽ là nó làm cho mọi thứ ngưng động hả trời? Ủa, hay là do mình coi Doraemon nhiều quá cái đầu mình bị ảo ta? Khi nào vậy không nhờ? Ờ chắc không phải đâu. Nhiều khi cái này là ở trong Minecraft, biết đâu nó ngưng động thời gian thiệt. Được thiệt là sao vậy? Ờ để mình thử coi. Bây giờ mình bấm vô nó nè. Ờ nó hiện cái chữ bâu nè. Ờ là ngưng động thời gian rồi đúng không? Khoan từ, sao mình thấy xung quanh vẫn như vậy mà có khác gì đâu ta? Ủa, khoan từ để mình chọi thử cục than coi. Ui, ui, than nó bay lên trời luôn rồi bạn ơi. Ui, ủa, từ. Ui, wow. Cái này là ngưng động thời gian, là mọi thứ xung quanh sẽ bị ngưng động đứng im luôn bạn ơi. Khoan từ để mình khởi động lại thử thời gian coi. Khởi động nè. Mấy cục than nó rơi xuống dưới. Wow, xịn dữ trời. Ok, để mình làm lại thử thêm lần nữa nha bạn nha. Ngưng động nè. Nó dùng mũi tên. Bắn thử mũi tên nè. Ui, mũi tên nó bay lơ lửng trên trời luôn. Khởi động lại nè. Ui, nó bay qua bên kia. Trời ơi, đã bạn ơi. Trời ơi, cái đồng hồ này nha, bây giờ mà không chỉ bán đâu mà mình phải bán cho bên một cái chỗ rồi đó. Cái này là giống như kiểu báu vật quý giá, mình phải bán một cái giá thật là cao mới được. Trời ơi, cái này ngưng động thời gian được nè. Hay. Okay, giờ mình thử đem về nhà thử coi. Rồi, đem về nhà bán các bạn ơi. Đã quá. Ui, con zombie con. Ui, con zombie con đuổi mình này ơi. Chạy. Trời ơi, xui dữ trời, đang đi kiếm than gặp zombie con. Tránh ra. Ui. Mà khoan từ, hình như mình có đồng hồ ngưng động thời gian mà, đúng không? Ui, đừng quên mình. Mình có thể ngưng động thời gian nó được, ta thử coi. Ui. Đứng yên mày nè bạn. Trời ơi, mừng quá. Mệt muốn chết luôn trời. Cứ tưởng là bị nó tiêu diệt rồi chứ. Ui, nhưng mà con zombie nó đang chạy xong mình ngưng động thời gian cái nó đứng im luôn nè bạn ơi. Trời ơi, hay nha. Ôi mà khoan từ, bây giờ mình phải tiêu diệt nó, không thôi tí nữa là nó lại đánh mình. Được, hãy xem đây, bây giờ đứng im rồi, mình chỉ cần nhắm mũi tên cho người nó mình bắn thôi. Đó, là một tí nữa là nó chết queo cho mà coi nè. Đó, ngắm nè, đây, leo trên cao, ngắm trên ở trên xuống nè. Đó, đó, vài ba mũi tên cho mày chết luôn nè con zombie. Đó, đó, rồi ok, bây giờ mình sẽ thử khởi động thời gian thử coi. Con zombie này nó có bị dính mấy mũi tên nha các bạn nha. Thử nè. Hey. Wow, xịn. Wow, cái đồng hồ ngưng động thời gian này nó không chỉ có thể ngưng động được những cái đồ vật mà nó còn có thể ngưng động được cả con vật luôn bạn ơi. Xịn dữ á trời. Ui, không được rồi, bây giờ mình phải về để mình khoe cho mọi người trong làng hay đầu tiên mới được. Trời đã quá, trời kỳ này giàu to rồi. Trời ơi bạn ơi, đã ghê luôn á. Tự nhiên không lụm được cái đồng hồ ngưng động thời gian, thích ơi là thích luôn. Bây giờ mình sẽ đem đi trong làng để mình khoe cho mọi người thử cái đồng hồ này, cho mọi người lé mắt chơi nè. Ủa, có ca mui kìa. Ủa, ca mui đang làm gì vậy ta? Mui ơi. 1, 2, 1, 2. Chị có ai không hả? Coi chị hả? Ủa mui ơi, chị đang làm gì vậy? Dạo này á, chị bị che là chân ngắn quá trời quá đất luôn. Nên là chị quyết định là chị sẽ tập thể dục thể thao để nâng cao chiều cao của chị lên. Chị đang tập bắt cua để gọi là nâng cao chiều cao hả? Đúng rồi đó, chị nên tập mấy cái vật
động động như thế này nè đó, thì mình mới mau mau mình cao được, hiểu không? Ngày xưa là em hay đi bơi nè, với lại là em hay chạy bộ, cho nên là em mới cao được lên 1m8 đó, chứ phải không đâu nha. Vậy á, thích đúng rồi. Ủa mà khoan, tự bạn ơi. Ôi, đồng hồ ngưng động thời gian của mình nó có thể ngưng động được thế giới, vậy không biết nó có ngưng động được con người không ta? Tại vì từ nãy giờ mình cũng chưa test trên con người nữa. Ờ đó đâu, để mình thử nha. Bây giờ mua đang bắt cua nè, mình sẽ thử ngưng động thời gian để xem thử có như thế nào nha các bạn nha. 3, 2, 1, ngưng động thời gian. Đây. Ui. Ui. Ui mấy bạn ơi, cá mui bay trên trời luôn nè. Trời ơi, được 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 nha, được nha. Trời ơi, ngưng động thời gian, cá mui bay trên trời luôn bạn ơi. Hợp lý hợp lý. Ôi. Vậy là coi như mình có thể cho mọi người bằng cái đồng hồ này được nè. Trời ơi, đã quá bạn ơi. Rồi bây giờ mình làm gì với ca mua vậy ta? Giờ mình kiếm gì đó mình cho anh bả đi. À, đúng rồi, mình sẽ đập cái cục len này đi. Đó, đập cục len này đi. Đây, mình có trò này vui lắm nè các bạn ơi. Đó, mình sẽ đập ra một cái hố nha. Đó, đập ra một cái hố. À, mấy bạn biết mình sắp làm gì không? Trời ơi, mấy bạn xem là bạn biết nè. Mình sẽ đào ra ở đây một cái hố thật là to như thế này nè. À, cái bà ca mui này á, bà hay gọi là chơi mình mập, hay chơi mình thế này thế này kia đó, cho nên mình ghét lắm, cho nên bây giờ mình phải tìm cách mình cho anh mui được. Đây, mình sẽ bỏ một cái xô lava xuống dưới đây đó. Rồi bây giờ mình chỉ cần cho thời gian hoạt động trở lại là cá mui rơi xuống lava luôn. Ok, để mình xem thử nha bạn nha. 3, 2, 1, hoạt động. Hey. Trời ơi, cá mui té xuống lava luôn các bạn ơi. Trời ơi, cái này vui ghê luôn các bạn. Được nha, cái này cái bộ hấp dẫn nè. Được, được, được. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái đồng hồ này để mình đi cho mọi người nha anh em. Ok, đi thôi, let's go. Trời ơi, ông nghe trả tiền cho tôi không chịu đâu. Bà chơi thua rồi, xong bà bắt tôi trả tiền lại. Tự nhiên có vụ vậy, cho tàu lao, tàu lô quá à. Không, không nhả, không nhả. Ông lừa tôi thì có, chứ nghĩ sao tôi chơi cái gì mà chơi trả tiền cho tôi không chịu đâu. Bớt khóc lóc la làng đây, thua là thua. Ủa, có cái chuyện gì mà Sammy khóc ở bên kia quá trời vậy ta? Đâu, để mình qua xem coi. Ủa? Trời ơi, tôi không chịu đâu, trả tiền cho tôi, không tin là tôi rảnh anh ông trả tiền. Bình tĩnh sao, bình tĩnh nè, mình con gái lứa, mình không có được đánh nhau phải không? Ủa, mà có chuyện gì mà sao Sam khóc vậy? Trời ơi, tôi kể ông nghe, tôi tức gần chết rồi, tức muốn khóc luôn á. Ổng lừa sao? Tiền tôi kìa, nghĩ sao mà tôi không tức mới được. Cái gì? Ổng dám lừa tiền sao mà ơi, ông kia sao ông dám là, ông dám lừa tiền Sammy của tôi hả? Hả? Đúng rồi. Ủa, mấy người bắt cười quá à, trời, bạn của ông gọi là gì ta? Ờ, dùng tiền để chơi trò bắn lấy thú bông thì ông bả thua thì mất tiền thôi chứ sao đỡ. Ủa, tôi đòi tiền là sao? Là sao tôi không hiểu gì hết trơn vậy Sam? Trời, là nãy tôi đang điểm tâm ăn sáng, tôi chạy qua đây thấy nguyên một cái khu vui chơi siêu to khổng lồ. Thì đó, cái chỗ này nè, ông thấy ông có một cái hình con có bông con heo kìa. Thì ông này bảo là gì ta, bây giờ lấy cái cung nó bắn vào con heo, bắn thú bông là tôi sẽ được thú bông mà, đúng không? Ờ đúng rồi. Ủa mà tính ra dễ mà, mình đứng ở đây mình cầm cái mũi tên mình bắn con heo dễ ẹt mà, có gì đâu khó. Tôi cũng tưởng vậy nhưng không, ổng lương lẹo, ổng bảo là vậy, đặt vậy thôi, chứ thật ra là trong vòng 10 giây ổng phải bắn đủ 15 con này mới được con có bông heo kia, ông thấy tức không? Ôi trời ơi. Hả? Là sao? Là có nghĩa là bây giờ trong vòng 15 giây mình phải dùng mũi tên đó, không phải là bắn mấy con gấu bông mà mình phải bắn hết mấy con mực ở chỗ này thì mình mới được quà hả? Chính xác đó, ổng lừa tôi như vậy, tôi mất tiền oan nè. Trời ơi, hóa ra là lừa bạn ơi. Trời trời, rõ ràng là mới đầu á là kêu là dùng mũi tên bắn mấy cái con gấu bông này là sẽ được quà, xong bây giờ lại kêu là bắn mấy con mực thì mới được quà. Mà ở chỗ này để mình xem coi, có bên này là 4 nè, 8 nè. Ôi 16 con mực, trời ơi, 16 con mực mà 15 giây làm sao mà bắn kịp được. Cái ông này ổng lừa rồi. Quay cái ông kia. Tôi dương cầm ra là 15 giây rồi chứ huống hồ gì bắn trời. Bây giờ nè, ông á sao mà ông lương lẹo quá, ông lừa người ta, bây giờ ông trả lại tiền đi. Ủa gì lương lẹo? Trời, đã chơi đã chịu chứ. Trời đất ơi, bạn ông ta lương lẹo, thà người đã không đưa tiền cho tôi mà tôi dành thì nói đây là mấy người đưa tiền cho tôi mà, chơi phải chịu chứ. À, rồi ok, được rồi. Vậy thì bây giờ như thế này đi. À, một lần bắn là bao nhiêu tiền hả? Một lần bắn là 20 ngàn. 20 ngàn hả? Ủa trong Minecraft gì có 20 ngàn? Ở dưới dương 20 đồng đó, 20
nói chung là bằng một cục kim cương đó nhóc con. Một cục kim cương hả? Được rồi, bây giờ ở chỗ này á, chỗ này có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 con gấu bông đúng không? Tôi cho ông 8 viên kim cương luôn. Tôi bắn một lần, nếu mà tôi bắn hết mấy con mực này thì tôi lấy hết gấu bông của ông được không? Trời ơi, thoải mái, trời ơi, thoải mái. Rồi, ok, vậy luôn, được luôn. Sam ơi, bà có tiền không? Bà đưa tôi 8 viên kim cương đi. Ủa gì vậy tự nhiên? Hôm qua tôi mất tiền không? Ông đưa tiền cho ông nè. Bây giờ sao? Bây giờ Sammy muốn lấy gấu bông không? Sam cứ đưa cho Phong 8 viên kim cương, Phong sẽ bắn lấy hết đống gấu bông này cho Sam. Yên tâm. Tao cấp cho. Chắc. Đưa đây. Nhớ ok. 1 2 3 4 5 6 7 8. Đó. Rồi ok, đưa 8 viên kim cương. Rồi ok, nè các ông kia, tôi đưa cho ông 8 viên kim cương nè. Bây giờ tôi lấy hết cái đống gấu bông trong lỗ luôn ông coi nè. Được anh. Rồi, rồi để coi. Rồi ơi, bây giờ ông ra ngoài đây nè, ông ra ngoài đây để làm chứng nè. Đây. Bây giờ á là mấy bạn ơi, mục tiêu của mình á là phải trong vòng 15 giây là phải bắn được hết 16 con mực ở chỗ này. Thì quy ra là bây giờ á 16 con mà một con là 1 giây đi thì có nghĩa là mình sẽ tốn khoảng 16 giây chứ không thể nào là 15 giây được, cho nên là mình sẽ thua. Nhưng mà không sao, mình đã có cách rồi. Nè các ông kia xem nè nha, bây giờ tôi bắn trong coi nè, Sammy yên tâm để tôi lấy quà cho Sam. Đây coi nè. Trời ơi, ông bị lừa rồi. Yên tâm, chuẩn bị nè nha. Rồi ok bạn ơi, bây giờ á thì mình sẽ sử dụng đến cái đồng hồ ngưng động thời gian này của mình. Và mình sẽ ngưng động thời gian rồi mình sẽ tiêu diệt hết mấy con mực này cho ổng sợ chơi, để mình lấy hết quà cho Sam luôn. Rồi các ông kia chuẩn bị coi tôi này nha. Tôi chuẩn bị là tôi một lần tôi bắn hết 16 con mực này trong coi nè. Trời ơi, rồi xin mời bắn hết đi, tôi chờ. Ok, tôi chờ. Được rồi, bây giờ mình sẽ sử dụng đồng hồ ngưng động thời gian. 3, 2, 1. Hay à. Rồi ok, mọi thứ đã bị ngưng động thời gian rồi các bạn ơi. Được rồi, bây giờ á mình sẽ dùng cái cung tên này nè, mình bắn, mình ngắm với từng con nha. Con đầu tiên nè, đó là mũi tên nó sẽ bay nhưng mà nó không trúng con mực nha các bạn nhé, bị ngưng động rồi mà. Con thứ hai nè, rồi con thứ ba nè, con thứ tư nè, đó mình sẽ bắn hết nha các bạn. Ok. Rồi ok bạn ơi, mình đã bắn xong hết mấy con mực nè các bạn. Bạn coi nè, mấy cái mũi tên nó bay trên trời nè các bạn. Bây giờ nha, mình chỉ cần bấm cho thời gian hoạt động lại một cái là ngay lập tức mấy con mực này sẽ chết queo hết và mình sẽ giành chiến thắng. Được rồi, bây giờ mình sẽ bấm bắt đầu thời gian lại nha các bạn nha. 3, 2, 1. Boom. Đó. Ui. Vẫn còn mấy con, bắn cho hết luôn. Ui. Đó, thấy chưa, hết sạch luôn. Sao ngươi có thể chục vòng 5 giây? Chỉ trong vòng 5 giây thôi là tôi có thể bắn được hết mấy con mực này rồi. Ông đã biết sợ chưa hả? Nhưng mà what? Chẳng lẽ có người bắn nhanh như vậy sao? Không thể nào. Này thì dám lừa trẻ con hả? Xin lỗi nha, tôi vô tôi lấy hết quà. Đây, Sam đi ra để Phong đập cái cầu thang ra. Rồi vô lấy quà Sam ơi. Vô lấy quà đi. Tính ra là một con gấu bông này hình như là 10 kim cương lận á, mà 8 con là 80 kim cương. Vậy mà bây giờ ông bán cho mình có 8 kim cương. Đó, lấy hết đi Sam, lấy hết luôn. Được rồi, cảm ơn ông nhiều nha. Còn bây giờ bọn tôi đi đây. Đi Sam. Trời ơi, quá trời cái bông luôn. Khoan từ. Sam đợi Phong xíu, cái ông này á, Phong thấy ông thấy ghét quá. Sam đợi Phong xíu nha. Ok. Cái gì vậy? Ngưng động thời gian. Hey. Rồi ok bạn ơi, cái ông này ông thấy ghét quá, mình sẽ cho ổng một mũi tên cho ổng sợ chơi nha các bạn. Đây nè, ngắm vô người ổng nè. Hey. Rồi, mình đã bắn cho ổng một mũi tên nè. Bây giờ mình khởi động thời gian. 3 2 1. Hey. Này thì chết mà. Sam ơi, chạy nhanh lên. Xin lỗi nhiều nha, cho tôi xin nha. Đuổi theo không? Đuổi theo không hả? Bắt nạt con nít. Cái đồ bắt nạt con nít. Chạy Sam ơi. Đứng lại. Trời ơi, vui quá bạn ơi. Mình phải tiếp tục tìm thêm có cái trò gì đó vui vui hơn nữa để mình nghịch cái đồng hồ này mới được. Ngưng động thời gian, thích ơi là thích luôn á. Ủa, ở bên kia hình như là Simmy và Kairon. Từ để mình xem coi có cái trò gì chọc mấy người này được không ta. Ủa, mấy người này đang làm gì vậy? Từ xíu đi, trời ơi, sao sáng ngày xíu lằng nhằng cái hoài vậy? Trời ơi, bây giờ phải mở quán kịp không, khách tới là khách nùm được vô, sao có bánh cho khách ăn. Trời ơi, cái đó chuẩn bị. Ôi, cãi nhau thì cãi nhau giờ, rồi. Nãy giờ sáng giờ cây làm được 1, 2, 3 cái bánh sô-cô-la nè, xin tưởng nó làm bánh dễ lắm hả?
Rồi biết rồi, thôi bây giờ ông ra ngoài kia ông thấy cái chết ở ngoài cho tôi để không? Đó, tôi có mấy bộ bàn ghế, ông ra xếp giúp tôi gái. Trời khách đi vô là... Mệt mỏi quá, trời hết làm bánh giờ đi xếp bàn nữa. Trời ơi, thiệt luôn á, cay ron khổ y hệt như mình luôn bạn ơi. Suốt ngày cứ bị bà Simmy với bà Sammy ăn hiếp, tội nghiệp cay ghê luôn á. Ôi, ủa nhưng mà cay làm gì ạ? À, đang xếp bàn ghế để cho khách tới ăn. Úi, khoan từ. Mình đang có cái đồng hồ ngưng động thời gian nè. Hay là bây giờ mình làm cái gì đó đi, mình cho anh Simmy với Kyron đi. Hợp lý, được á. Khoan từ, bây giờ Kyron đang xếp bàn ghế đúng không? Mà từ nãy giờ Simmy cứ cằn nhằn la cai, bởi vì cai chậm chạp. Ôi, tôi có cái trò này vui nữa bạn ơi. Ok, bây giờ tôi sẽ đợi cho cai xếp xong mấy bộ bàn ghế đây nha. Đó, cai đang xếp mấy bộ bàn ghế bạn ơi. Tội nghiệp cai ghê á. Xong chưa kìa, xong chưa xem? 4 cái rồi nè, còn muốn nhiêu nữa? Rồi, được rồi, bây giờ mình sẽ ngưng động thời gian nha. 3, 2, 1, hey. Ủa? Ê? Ngưng động thời gian rồi bạn ơi, đứng im hết trơn rồi. Được rồi. Bây giờ tôi sẽ đập cái ghế nè, đập cái bàn nè, đập ra bạn ơi. Đó, thấy không, mày thấy không? Mình ngưng động thời gian, cái bàn, cái ghế nó bay lơ lửng trên trời luôn nè các bạn. Đó, đập ra. Đó, tôi sẽ đập ra, cây đòn xếp là tôi đập, tôi phá hết. Đập ra nè, rồi bên đây luôn. Đập ra luôn. Rồi ok, núp mấy bạn ơi. Núp, bây giờ mình sẽ mở thời gian lại. 3, 2, 1, hey. Rồi, đó. Ủa, đau bà. Ủa, gì vậy, gì mới xảy ra ta? Bà ghế muốn xếp ông băng là sao vậy, cây đòn hả? Bàn ghế này nãy cây mới xếp xong mà, ui kì vậy. Ông muốn chọc điên tôi đó, bây giờ ông lo xếp cho tôi nha. Bây giờ ông còn quăng bàn ghế, tôi lấy cái cây tôi ném cái đầu ông luôn á, tên ông. Ủa dồi ôi. Ủa hay là do nãy giờ mình chưa xếp mà mình cứ tưởng nó là mình xếp rồi ta. Trời ơi, Kyron bị chửi bạn ơi. Thiệt luôn á, mà bà Simmy bà hung dữ ghê luôn trời. Bà chửi Kyron quá trời với đất luôn, thiệt. Mình cũng thấy hơi tội tội cho Kyron. Nhưng mà đang cho vui mà đúng không bạn. Ừ rồi, chuẩn bị ngưng động thời gian tiếp nè. 3, 2, 1, hey. Sim ơi, Sim coi cái. Rồi, bị ngưng động thời gian tiếp. Được, ra đập tiếp. Trời ơi, chơi trò này hơi bị vui các bạn. Bây giờ cứ cai xếp bao nhiêu mình đập bấy nhiêu đó cho bà Sim đánh cai chơi. Đó, đập ra nè. Đó, rồi. Rồi, núp tiếp bạn ơi, núp tiếp. Ok, 3, 2, 1, hey. Rồi. Sim lấy cho cai cái Sim lấy cho cai cái chổi ra cai quét sao. Ủa. Cái Ron rốt cuộc là ông có xếp đồ không vậy hả? Ông phá tôi. Hồi nãy cây xếp mà. Ủa cái gì á? Ủa xếp rồi. Tôi thấy ông phá rồi chứ. Cái đó đông đứng lại cho tôi. Đứng lại. Trời ơi bạn ơi. Cái bà Simmy. Bà Simmy bà cầm nguyên cái gì đó. Cái trời ơi. Rồi Simmy bà cầm nguyên cái một cái cuốc to đùng bà bổ vô đầu cái đó luôn. Trời ghê thiệt sự. Trời ơi là trời. Ôi không sao bạn ơi. Bây giờ mình có trò này vui hơn để cho anh nè các bạn coi mình rồi nha. Bây giờ mình sẽ dừng thời gian. Hey. Rồi, ok, ngưng động thời gian thành công. Bây giờ là Simmy cây đo đứng im rồi nè. Bây giờ á, tôi á nha sẽ lấy cái hột quạt, tôi đốt luôn cái hơi ác ông ta, mình đốt cái hơi ác ra. Ôi nhưng mà không sao, cái map này là lưu vậy nha các bạn nha, cho nên có bị cháy á thì một tí nữa thì bọn mình cũng sẽ dùng map mới, cho nên không sao đâu các bạn nha. Cái này chỉ là cho anh thôi. Mình sẽ đốt luôn cái quán này của Sim, sau đó mình sẽ chọi cái hột quạt qua cho cai và sau đó Sim sẽ tưởng là cai đốt. Hợp lý. Đây, để tôi lấy cái hột quạt bạn ơi. Hột quạt đây rồi, lấy cái hột quạt nha. Rồi ok, sau đó tôi sẽ đốt nè, đốt. Lửa cháy nha. Đó, đốt nè. Rồi ok, bây giờ tôi sẽ chọi cái hột quẹt cái cây đó. Hi. Ủa, cái hột quẹt rồi. Ê chết. Cái hột quẹt nó bay trên trời luôn rồi. Giờ sao? Thôi lấy cái hột quẹt khác vậy, từ. Lấy cái hột quẹt khác nè. Đó, rồi. Bây giờ tôi sẽ đi đằng sau lưng của cây đó. Ok, chỗ này. Rồi, tôi chọi hột quẹt xuống. Rồi ok. Núp mấy bạn ơi. Ồ, ơi bà Sim bà đứng im bên kia luôn kìa các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ chạy qua đây nè. Rồi sau đó khởi động thời gian. Hey. Oh. Ê, trời ơi sao nóng như ta. Ủa, cái gì vậy? Trời ơi, cửa hàng bị cháy chứ mày. Cửa hàng bị cháy. Cái đó làm gì vậy? Lập lửa. Ôi, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Ủa, chuyện gì mà cháy ghê vậy? Trời ơi, cửa hàng tự nhiên nó làm sao nó bị cháy á, mình không hiểu luôn á. Ủa, trời ơi, cái đó với Simmy nấu nướng cái gì mà cháy luôn cửa hàng nó ghê trời. Ủa? Hồi nãy tôi đi tôi đâu có thấy cháy đâu, tại sao nó lại cháy nữa? Ủa trên tay cái đó cầm hộp quạt kìa. Ủa cái đó cầm hộp quạt hả? Ủa sao đây mình có cái bật lửa đây? Ủa rồi ôi. Ủa? Ông là người chủ mưu đốt quán của tôi dám không đúng không? Không phải của cái.
ơi, cái này không phải con cái. Trời ơi. Thưa á, là tôi sẽ đánh ông bằng cái cuốc. Nhưng lần này tôi sẽ đánh ông bằng hai cái cuốc. Gì vậy? Gì vậy? Ơi ơi. Trời bạn ơi, sao mình thấy mình thấy tội nghiệp cho Chiron đó bạn ơi. Mình nghĩ rằng là mình nên cứu Chiron chứ mình thấy hơi tội Chiron. Hey, ngưng động thời gian. Hey. Ôi. Thôi ok, ngưng động thời gian rồi. Ôi trời ơi, mình thấy tội nghiệp cho Chiron đó bạn ơi. Mình nghĩ là bây giờ mình phải giải cứu Chiron mới được. Mình sẽ đào một cái hố để cho Chiron rơi xuống dưới. Hả, không thôi là một tí nữa bà Sim nó phát hiện là xong luôn á. Ok, đào cái hố. Bỏ cây xuống dưới, giấu cây xuống dưới cho chắc ăn. Rồi yên tâm đi cây, bạn ở dưới đây bạn sẽ an toàn, bà Sim bà sẽ không thấy đâu. Ok ok. À, rồi rồi, kiếm chỗ núp, kiếm chỗ núp. Rồi, bây giờ khởi động thời gian. Ủa sao tự nhiên mình đi dưới hố vậy ta? Cái gì kì vậy? Dưới đây là cây lên. Ủa nãy cây nhớ cây chạy trên kia mà sao giờ cây bị gót đây rồi? Vậy. Cái gì mình từ mình nói chuyện đi mày. Mình thấy có gì đó hơi sai sai bạn ơi. Hình từ từ đó. Dạ ông phá quán mình nữa sao? Rồi xong Chiron đang xuất khỏi thế giới luôn á. Ủa hình như là có gì đó hơi sai sai nè. Đáng lẽ là mình nên bấm ngưng động thời gian, sau mình giấu cây vô trong nhà của ai đó. Tại sao mình đào cái hố cho cây xuống dưới, cái cây bị kẹt ở dưới đó luôn ta? Hình như mình hơi tính sai rồi ạ. Ơ nhưng mà không sao, chắc không có gì đâu. Này không phải lỗi mình, này không phải lỗi mình. Chắc là không phải lỗi mình đâu ha. Sao mà từ sáng đến giờ mình cứ cảm thấy buồn buồn như thế nào bạn ơi? Kiểu giống như là từ sáng đến giờ mình cứ quậy phá mọi người không à, chứ chưa có giúp ích được cho ai cái gì hết trơn á. Sao mà mình cứ cảm thấy giống như là mình đang trở thành kẻ xấu vậy bạn? Liệu rằng là mình giữ cái đồng hồ này có đúng không ta? Hay không biết là cái đồng hồ này có giúp đỡ được cho ai cái gì không, hay là bây giờ mình đi kiếm coi vòng vòng đây coi có ai cần giúp đỡ gì không để mình giúp đỡ bạn ơi. Chứ không thôi á, mình trở thành kẻ xấu bởi vì mình quậy phá là không được. Ừ đúng rồi, vậy đi, để vòng vòng coi có ai không ta. Cứu tôi với. Ủa cái gì vậy? Anh ơi, cứu tôi mấy anh ơi, cứu. Trời ơi, ủa cái gì mà tôi mà. Cái gì mà Sammy sáng giờ tôi thấy bà khóc hoài trời. Ủa có chuyện gì? Từ từ để mình lại mình xem coi. Ủa chuyện gì vậy? Nhỏ ơi, đặt tiền coi. Trời ơi, mấy anh ơi. Đây, nhanh lên, làm này làm gì có ai nghèo đâu. Đưa nhanh lên, kim cương vào mặt cho bố. Trời ơi, nhìn em vậy thôi chứ em không có bông rồi. Thôi mấy anh lấy tạm bút bê ba bê với mấy trúng thưởng mấy anh lấy được không? Trời ơi, nói xạo. Ôi. À trời ơi các bạn ơi, thì ra là đây chính là bọn kẻ xấu, bọn ăn cướp mấy bạn ơi. Ôi dám vào làng Hello Team ăn cướp luôn. Ê quay mấy người kia dừng lại. Dừng lại. Nè mấy người kia, mấy người là ai mà dám vào trong làng của bọn tôi đi ăn trộm hả? Ăn cướp hả? Hả? Bọn ta là đàn em của Dốc Cơ, chuyên đi cướp à. Bây giờ đàn em của Dốc Cơ. Đúng vậy. Trời ơi. Trời ơi, thiệt luôn á, cứ tưởng là ở trên phim mới có Dốc Cơ rồi, hóa ra ngoài đời cũng có Dốc Cơ luôn mà. Dốc Cơ này phèn quá vậy, tự nhiên phèn quá vậy. Sao Dốc Cơ ở trong phim á người ta ngầu mà còn ngoài đây đi bắt nạt con nít là sao? Hả? À, trời ơi, ông ơi, cái mấy cái tụi ranh con này khinh tụi mình là Dốc Cơ chúa hè nè. Trời ơi, mày nói gì mày nói vậy? Tụi ta có kiếm kim cương, các người ta chém một cái mấy người gọi là gì ta biến mất luôn không hả? À, mầm ơi, mày có kiếm đó. Trời đừng có giỡn đùa người ta, sợ chết hả? Kiếm kim cương hả? Tôi mà lại sợ kiếm kim cương hả? Thôi được, kiểu này là mình phải sử dụng đến sức mạnh ngưng động thời gian của mình rồi bạn ơi. Mấy bạn hãy xem đây. 3, 2, 1. Tất cả đứng im hết trơn rồi. Được rồi, bây giờ mình sẽ lấy cây kiếm của mấy thanh niên này. Ok, lấy cây kiếm nè. Rồi, cây kiếm ở đây, lấy luôn. Rồi, lấy được hai cây kiếm rồi bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cho thời gian hoạt động lại. Hiya. Rồi, ok. Trời ơi, ủa gì vậy? Ủa? Ê, tên Dốc Cơ kìa, nó đem kiếm cho anh hả? Trời ơi, cái đó gì tào lao vậy? Đại ta cầm kiếm mà, tại sao? Tại sao cái tên thằng Nhóc kia nó cầm hai cái kiếm của tụi mình vậy? Nè, hai cái tên Dốc Cơ kia, tao nói cho các ngươi biết nè. Bây giờ cái kiếm của các ngươi đã bị ta lấy rồi. Thì bây giờ vũ khí đâu các ngươi, các ngươi đánh bọn ta nữa hả? Bây giờ coi ai mạnh hơn ai nè. Thôi trời, ủa sao không làm gì hay vậy? Sao làm được vậy? Tôi mà. Sao biết sợ chưa? Có giỏi thì rút lui đi chứ đừng có ở đây nữa. À, đi đi. Rồi, phan phan bây giờ cho tôi cái kiếm, kiếm đấy. Cho tôi mở kiếm. Rồi, bây giờ hai tay kia đưa tiền đây. Cái gì vậy? Tào lao, tào lao. Trời Sam ơi, bà làm gì? Bọn mình là người tốt mà sao bọn mình đi ăn cướp được? Vô đây, bọn mình là hero team, tào lao. Vô đây đây. Chứ sao? Ông cướp tiền tôi thì tôi cướp lại, đúng mà. Tào lao, mình không có cướp đâu.
rồi kìa. Bây giờ chịu thua ơi, bỏ trốn đi. Không thôi là bọn tôi dùng kiếm, bọn tôi gọi là cho mấy người gọi là ra khỏi làng này luôn bây giờ, tin không hả? Dễ dàng. Ta đã từng bỏ qua cho ngươi rồi. Nhưng sao? Người đã cướp lại ta là sẽ sử dụng súng laser. Cái gì? Súng laser? Còn tao kìm con ta đây. Chết rồi bạn ơi, tôi không tin, tôi không tin là mấy thanh niên này có súng luôn á. Bạn mới đầu mình tưởng là có kiếm thôi, ai vậy có súng luôn. Ê bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Chết rồi, bây giờ phải dùng lại ngưng đồng thời gian, phải ngưng đồng thời gian thêm lần nữa thôi bạn ơi, để cướp mấy cây súng. Sao Phong ơi, yên tâm để Phong, để Phong hỡi sức mạnh ngưng đồng thời gian ha. Rồi ok, ngưng đồng thời gian rồi. Bây giờ mình sẽ lấy mấy cây súng nha. Đưa đây, đưa súng đây, cái tên này. Rồi ok, tên bên này, đưa súng đây. Đưa xuống đây. Rồi ok, lấy rồi. Rồi đưa rồi. Mình lấy được cây súng rồi các bạn ơi. Mệt quá, mệt quá. Rồi ok, bây giờ thời gian khởi động lại. Hey. À, rồi ok. Giờ sao đây Phong ơi? Tìm con. Cái gì? Súng ở trên tay của ta rồi. Ủa Phong ơi, cho chị sĩ hỏi Phong ơi, sao ông Doraemon vậy? Bên kia có gì đâu, có nãy vậy hả, là sao? Không, tôi có một cái sức mạnh đó, chính là tôi siêu nhanh luôn. Tôi lấy được hết đồ của mấy người đó một cách nhanh đây là nhanh luôn. Thấy ghê không, chớp mắt cái lấy luôn. Ôi, ghê không hả? À, bây giờ các ngươi xong rồi. Anh em hả? Hết vũ khí rồi, sao giờ? Sao rồi? Chạy đi đâu, chạy thoát. Làm sao mà chạy thoát được. Ngưng động thời gian. 3, 2, 1. À, rồi ok, đứng im hết trơn. Ôi, mà sao mà cũng đứng im luôn vậy bạn ơi. Ôi, cãi. Ngưng động thời gian rồi. Bây giờ tôi sẽ cho mấy người biết tác hại của cái việc, à không, không phải tác hại, hậu quả của cái việc mà dám vô trong làng Hero Team ăn trộm. Trời ơi, nè, coi nè. Bắn nè, đó, mấy bạn thấy không? Mấy cái viên đạn nó bay trên trời nè các bạn. Đó, bắn nè, một tí nữa nha là mấy viên đạn này sẽ bay vô người của cái tên này luôn. Đó, cho biết cái tội. Còn tên bên này nữa, đó, bắn hết. Đó, đây mấy bạn, đợi mình xíu nha, mình phải canh bắn. Đó, rồi ok. Bây giờ xung quanh của bọn chúng đã có quá trời đạn rồi. Bây giờ mình chỉ cần khởi động cái thôi là bọn chúng lại là coi như là đăng xuất luôn các bạn. Coi nè, 3, 2, 1. Đó. Chết queo hết trơn rồi. Quá là mạnh luôn bạn ơi. Ông không chạm tụi nó bao sao tụi nó mất luôn vậy? Đây. Ghê không? Trời, tôi mà. Thôi được rồi, Sam ơi, bây giờ bà về nhà nhanh đi không, thôi là bọn chúng quay lại bây giờ nguy hiểm lắm, ở ngoài đây nguy hiểm lắm. Rồi tôi về, tôi khóa cửa nè. Trời ơi, game chết à. Đi. Trời ơi bạn ơi, đã ghê luôn bạn. Tính ra là mình có được cái đồng hồ này xong á, là mình có thể điều khiển được thời gian. Thích ơi là thích luôn. Hồi nãy mấy tên trộm bị mình gọi là dùng súng bắn cho bắn cho đăng xuất luôn bạn ơi. Thật sự quá là vui luôn á. Vậy là coi như là mình đã có thể nghĩ ra được cái việc tốt để làm cho cái đồng hồ này rồi. Ví dụ như bây giờ có ai đang bị té đi, thì mình có thể ngưng động thời gian để mình giúp người ta không bị té. Hoặc là có ai đó đang bị trộm thì mình cũng có thể ngưng động thời gian để mình giúp người ta lấy lại những cái món đồ của người ta. Tính ra đồng hồ này có thể làm được nhiều việc tốt hết chứ bộ, chứ phải không đâu. Đó, ok bạn ơi. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video đến đây cũng đã rất là dài rồi, cho nên mình nghĩ rằng mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như mà anh em thấy thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, share và nhấn nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của tất cả thành viên của Hero Team đăng ký hội cho mọi người đó nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye, và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Tạm biệt, bye bye.